Bài thế năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây Mai Đình.
đình. Em đang hờn trách anh đó phải không? Phải mà. Anh đã tệ bạc với em suốt cả khoảng thời con gái. Mai Đình ơi, đừng hờn trách anh nữa nghe em. Còn cả tụng những dần trăng sen thì đã là phê nhận giới tiếp sống thật nguyện. Bất diệt ai là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà em đã mang vào hồn chính cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ thật sự, bây giờ